Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên có hai vận động viên giành huy chương tại SEA Games 30 sẽ là nội dung mở đầu bản tin ngày hôm nay. Tham dự SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines, tỉnh ta vinh dự có hai vận động viên là Nguyễn Đức Chí và Doãn Thị Nhuần được tranh tài ở bộ môn võ gậy Anis. Với sự tập luyện chăm chỉ, quyết tâm cao độ, vận động viên Doãn Thị Nhuần đã đạt huy chương đồng ở hạng cân 55kg nữ. Riêng vận động viên Nguyễn Đức Chí đã được đánh trận chung kết với đối thủ là vận động viên của nước chủ nhà và giành huy chương bạc ở hạng cân 60kg nam. Nhằm duy trì và nâng cao sức khỏe, người cao tuổi thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ rất chú trọng chơi các môn thể thao như dưỡng sinh, bóng bàn, cờ tướng, yoga và múa văn nghệ. Các hội viên đã ngoài 70 tuổi, hội viên cao tuổi nhất đã 82 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, tinh tường, dẻo dai, đưa tay chân theo nhịp. Câu lạc bộ còn dành thời gian bắt đầu tập yoga cho người cao tuổi. Ngoài thể dục dưỡng sinh, nhiều người cao tuổi thôn còn lựa chọn chơi bóng bàn, cờ tướng. Với tinh thần yêu thể thao, ý thức chăm sóc sức khỏe mà số lượng người cao tuổi trong thôn rất đông, nhiều cụ còn sống thọ trên 100 tuổi. Bóng chuyền hơi là môn thể thao đang được đông đảo người dân ở các lứa tuổi khác nhau trong xã Thành Công, huyện Khoái Châu lựa chọn tập luyện. Đây là địa phương có nhiều sân tập bóng chuyền trải đều ở khắp các thôn với 11 sân tập, nhiều nhất là thôn Hương Quốc 1 có 4 sân, thôn Hương Quốc 2 có 3 sân. Các sân này đều bằng bê tông, được trang bị đầy đủ dụng cụ tập luyện do nhân dân ủng hộ tiền xây dựng lên. Hàng ngày vào 2 buổi sáng chiều, các câu lạc bộ bóng chuyền hơi nam nữ trong xã Thành Công tập trung về các sân để chơi bóng chuyền hơi, tạo nên không khí thể thao quần chúng sôi nổi, đoàn kết. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã thành lập nhiều câu lạc bộ thể thao dành cho sinh viên ở các môn như bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ và điền kinh, thu hút nhiều sinh viên tham gia. Cùng với đó, trường cũng xây dựng cơ sở vật chất gồm 2 sân bóng đá, 2 sân bóng chuyền, 3 sân cầu lông và 1 sân bóng rổ. Đặc biệt tại khu vực sân ký túc xá, nhà trường cũng lắp đặt 11 máy tập thể dục ngoài trời đáp ứng nhu cầu luyện tập của sinh viên. Việc phát triển giáo dục thể chất tại trường học không chỉ giúp học sinh, sinh viên rèn luyện sức khỏe mà còn tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện lối sống lành mạnh cho các em. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty lắp ráp ô tô Đông Phong đóng trên địa bàn xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ còn được biết đến là đơn vị có phong trào tập luyện cầu lông phát triển, có nhiều cán bộ, công nhân yêu thích và tập cầu lông thường xuyên. Công ty tạo điều kiện để công nhân, người lao động được chơi cầu lông ngay tại cơ quan sau giờ làm việc. Từ năm 2016 đến nay, công ty Đông Phong đều tham gia và giành giải cao tại các giải cầu lông trong tỉnh. Tại giải cầu lông cán bộ quản lý vừa qua, công ty đã giành được 2 huy chương vàng nội dung đôi nam và đôi nữ, xếp vị trí thứ 2 toàn đoàn. Văn Lâm là địa phương có phong trào thể thao phát triển mạnh, các môn như là bóng đá, cầu lông, bóng chuyền hơi đều giành được thành tích cao tại các giải của tỉnh. Trong đó bộ môn cầu lông là bộ môn thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia rèn luyện. Trường Chắc là địa phương đầu tiên của huyện Văn Lâm xây dựng được nhà tập luyện cầu lông. Hiện nay trong toàn xã có 2 nhà luyện tập cầu lông đáp ứng nhu cầu chơi cầu lông của hàng chục người ở mọi tầng lớp mỗi ngày. Trong đó thôn Tuấn Dị có câu lạc bộ cầu lông được thành lập từ năm 1992 với hơn 20 thành viên chơi cầu lông thường xuyên. Nhà tập luyện của câu lạc bộ cầu lông này là của tất cả anh chị em chúng tôi. Mình xây dựng năm nay là được 5 năm rồi. Anh em là đến đây tham gia là vui vẻ lắm, chơi vui lắm, thích lắm. Chúng tôi là 5 rưỡi là tập trung anh em chơi đến 7 rưỡi 8 giờ mới kém mới về. Tân Quang cũng là địa phương có số người chơi cầu lông cao trong huyện. Toàn xã hiện có 4 câu lạc bộ cầu lông và 3 nhà luyện tập cầu lông. Số người chơi cầu lông thường xuyên của xã chiếm gần 30%. Sau một cái buổi chơi cầu với anh em rồi đánh này về nhà nó vẫn cảm thấy mỏi mệt và thấy phấn chấn và sức khỏe nó được tăng cường hơn. Ngày nào cũng vậy, từ 18 đến 20 giờ, nhà tập luyện cầu lông của thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh cũng diễn ra các trận đấu giao hữu của những người yêu cầu lông trong địa phương. Ngoài ra, Đình Dù cũng là địa phương có tới 40% người dân chơi cầu lông thường xuyên với 2 nhà luyện tập cầu lông khang trang hiện đại. Vận động viên đã có thành tích xuất sắc của huyện, chúng tôi tuyển chọn huấn luyện và tham gia giải cấp tỉnh. Thì năm vừa qua có 4 giải thì chúng tôi đạt được khoảng gần 20 huy chương các loại, có 8 huy chương vàng. Thời gian tới, huyện Văn Lâm tập trung chỉ đạo các xã thị trấn tiếp tục tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực để xây dựng nhiều câu lạc bộ và sân tập cầu lông, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao,
qua đó tìm kiếm chọn lọc những vận động viên xuất sắc chuẩn bị cho các giải đấu lớn của huyện và tỉnh. Phóng sự về phong trào chơi cầu lông ở huyện Văn Lâm đã khép lại bản tin thể thao của chúng tôi số này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.